Thưa phó sư, ba tôi năm nay 70 tuổi, xét nghiệm bị thận trái ứ nước độ 3. Khi CT có bướu ở niệu và bàng quang, bác sĩ khuyên mổ bướu và hóa xạ trị. Nhưng lúc đó ba tôi vẫn sống bình thường nên gia đình không nỡ tiến hành phẫu thuật. Không nỡ tiến hành phẫu thuật lớn cắt hết một trái thận và bàng quang. 10 tháng kể từ khi phát hiện bệnh, ba tôi vẫn sống bình thường, gia đình cũng lo bệnh phát nặng. Mà đang thấy ba tôi sống bình thường, gia đình cũng không biết làm sao cho đúng. Xin bác sĩ tư vấn thêm cho gia đình tôi ạ. Một câu hỏi của một khán giả gửi đến fanpage của Trung tâm Tin tức VTV24. Và xin mời phó giáo sư sẽ tư vấn ạ. Chào bạn. Cái ung thư, cái loại bướu mà ba bạn bị đó, nó gọi là bướu niệu mạc. Tức là không phải là bướu của cái tế bào thận, mà là bướu của cái niệu tế bào niêm mạc, tế bào lót trong á, của cái hệ tiết niệu. Cái bướu niệu mạc này có thể nằm từ thận xuống đến niệu quản và xuống đến bàng quang. Thì hiện giờ đó nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái thận nó đã mất chức năng và ứ nước độ 3. Vấn đề thứ nhì là bản chất của cái ung thư nó sẽ tiến xa như thế nào. Thì các bạn phải hiểu là khi đã nói đến bệnh ung thư đó, thì bạn mổ sớm với bạn mổ trễ, cái kết quả nó hoàn toàn khác nhau hết sức là xa. Cũng giống như là nhà mình cháy vậy đó. Nếu các bạn để đang cháy nhỏ thế này á, bạn chữa cháy thì nhiều khi chỉ bình chữa lửa hoặc là nước hoặc cát là được. Mà để cháy to quá thì gọi xe cứu hỏa, thậm chí là không còn cách cứu chữa. 10 tháng đã trôi qua từ lúc ba bạn chịu được cái bướu này. Thì hiện giờ cái thận á, thì nó đã hỏng rồi. Theo tôi nghĩ cái thận này đằng nào nó cũng không còn chức năng nữa. Bố của bạn á, là hiện giờ sống chủ yếu là nhờ cái thận bên đối diện. Còn cái ung thư này nó sẽ tiến nhanh hay tiến chậm thì nó tùy loại. Nhưng bạn cứ nhớ rõ một điều như thế này. Nếu cái bướu này không mổ mà có thể sống được 2 năm á, thì mổ ra đó có thể sống được 6 năm. Nếu cái bộ bướu này á, không mổ sống được 6 tháng, thì mổ ra đó thì sống được 5-3 năm. Bất cứ lúc nào mổ đó, thì cái dự hậu sống lâu hơn đó, nó cũng cao hơn hẳn là không mổ. Khi nào người ta không mổ? Người ta chỉ không mổ khi nào tình trạng, tổng trạng chung của bệnh nhân như là tim mạch thần kinh khiến cho bác sĩ gây mê, không thể nào gây mê được. Hoặc là những cái bệnh đặc biệt về rối loạn đông máu, suy giảm miễn dịch thế nào đó mà cùng mổ không thể tiến hành được, thì lúc đó người ta mới buộc lòng không mổ, thì người ta cũng phải đi điều trị bằng hóa chất. Tại vì cái u niệu mạc này đó, nó khác với ung thư tế bào thận mà ban nãy tiến sĩ Nguyễn Hoàng Đức vừa mới nói. Cái ung thư tế bào thận đó, thì họ không dùng hóa chất được, không dùng tia xạ được. Nhưng mà cái ung thư tế bào niệu mạc đó, thì có thể dùng hóa chất được. Nhưng mà bạn nên nhớ rõ ràng một điều, và tôi mong gia đình hiểu rõ ràng một điều. Nếu mà mổ được á, thì thời gian sống lâu hơn á, nó dài hơn hẳn là không mổ được. Và theo tôi chân tình thành mà góp ý như thế này, bác sĩ người ta chỉ là người trần mắt thịt thôi, người ta không phải là thần thánh gì đâu. Khi các bạn đưa ba bạn á, còn sớm, còn đủ sức để cứu chữa được á, thì bác sĩ họ sẵn sàng cứu chữa và họ cũng có đầy đủ khả năng để cứu chữa hoàn toàn cho bố bạn. Nhưng mà khi đến tình trạng nặng quá rồi, bạn mới khiêng đưa vào nhà thương, vào bệnh viện, thì bác sĩ họ lúc đó mới thực sự là bác sĩ là từ chối phẫu thuật, chứ không phải là người nhà từ chối phẫu thuật đâu. Mong bạn và gia đình bạn suy nghĩ lại và đưa bố bạn đi điều trị càng sớm càng tốt. Có thể đó là các bạn không tin bác sĩ này, bệnh viện này, thì các bạn phải tin bác sĩ khác, bệnh viện khác. Các bạn cứ đi hỏi thật nhiều bác sĩ, thật nhiều bệnh viện để mà có một cái niềm tin rõ ràng là như vậy. Và tôi tin rằng là bác sĩ tiết niệu nào, bác sĩ ung bướu nào và bệnh viện nào cũng có một cái kết luận đúng như vậy thôi. Vì đó là cái hướng dẫn điều trị chung trên toàn thế giới rồi. Vâng, cảm ơn Phó sư Vũ Lê Chuyên. Và với phần tư vấn của Phó sư, chúng tôi cảm nhận được rằng là cái tấm lòng, cái tâm huyết của một chuyên gia, của một
bác sĩ khi mà phân tích những cái lợi hại cho một gia đình bệnh nhân đang băn khoăn giữa chuyện phẫu thuật hay không. Có lẽ là trong tâm trí của nhiều người thì nhắc đến cái chữ phẫu thuật là rất lo lắng, lại với một người bệnh nhân 70 tuổi và rõ ràng là đang thấy sống khỏe mạnh bình thường đúng không ạ? Thì đôi khi rằng là người ta e ngại cái chuyện phẫu thuật thì cũng có những lý do. Nhưng Phó sư Vũ Lê Chuyên đã vừa phân tích cho chúng ta thấy rằng là trong trường hợp này phẫu thuật là một cái chỉ định sẽ mang lại những cái lợi ích tốt hơn cho người bệnh. Và chúng ta thấy rằng là những cái sự yêu thương, lo lắng cũng nên căn cứ trên những cái thông tin khoa học đúng không ạ? Vì như thế thì mới mang lại những cái lợi ích tốt nhất cho sức khỏe của bệnh nhân. Và trong trường hợp này thì nếu như còn băn khoăn thì khán giả, bạn có thể đưa ba của mình đến gặp các chuyên gia để được thăm khám, chẩn đoán chính xác hơn cái tình trạng này. Và nếu như mà quý vị đang ở tại Thành phố Hồ Chí Minh thì có thể đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh, nơi các chuyên gia của chúng ta đang có mặt ở đây công tác tại đó và đặt lịch để thăm khám. Còn nếu như quý vị ở miền Bắc, ở khu vực Hà Nội thì chúng ta có thể đến với các chuyên gia ở khoa tiết niệu nam học của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Và số điện thoại tổng đài đặt lịch thăm khám quý vị có thể ghi lại là 1800 6858, và ở đó thì các chuyên gia cũng có những cái phác đồ, có những cái phương tiện kỹ thuật tương tự để có thể giúp chẩn đoán và điều trị cho các bệnh nhân. Hy vọng rằng là sẽ giúp được bệnh nhân rất là sớm ạ.